Ngạc nhiên chưa? Tiếng mưa rơi cực chill mà bạn hay nghe thực chất là tiếng thịt rán. What the hell? Đây chắc chắn là âm thanh đã trở thành kinh điển của các ứng dụng trong bộ môn thiền. Mưa rơi trên bề mặt đất có khả năng kích hoạt cơ chế thư giãn và buồn ngủ ở một số người. Nhưng chắc chắn bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết rằng quy trình để có được tiếng mưa rơi kia lại là như thế này cơ. Người ta sẽ bắc một chảo dầu sôi sùng sục lên bếp, thả vào đó những miếng thịt gà hay thịt ba chỉ tẩm bột, rồi dùng micro để thu âm lại. Vậy là chúng ta đã có tiếng mưa rơi cực chill giúp bạn thư giãn trong vòng vài tiếng đồng hồ rồi. Ảo thật đấy! Sở dĩ người ta không thu âm tiếng mưa rơi trực tiếp bởi vì khi thu trực tiếp thì tiếng mưa sẽ như thế này. Hoặc là như thế này. Tức là các hạt mưa khi rơi xuống đất sẽ có hạt to, hạt nhỏ không đều nhau. Hoặc khi xuống va chạm vào những đồ vật khác nhau thì sẽ tạo nên âm thanh khác nhau. Chưa kể đến tạp âm như là tiếng xe cộ đi lại, tiếng đá rơi, tiếng người nói chuyện, mà còn không đạt được hiệu ứng đồng đều, êm ái, dễ chịu như mong muốn. Chính bởi vậy, người ta sẽ thu âm tiếng thịt rán và a lê hấp. Tất cả não bộ của chúng ta đã bị đánh lừa rằng đó là tiếng mưa rơi thư thái và đầy chữa lành phải không nào? Sau khi bí mật này được hé lộ, nhiều người cảm thấy nóng nực, bức bối mỗi khi nghe thấy âm thanh mà trước kia họ từng thường dùng để thư giãn. Bạn có bất ngờ về kiến thức này không? Chia sẻ quan điểm cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.